Đầu tư hàng chục triệu đồng mua sản phẩm nhưng quý khách đã đủ tự tin thiết bị của mình đang sử dụng không hư hỏng giữa chừng, và khi chúng hết hạn bảo hành thì quý khách biết níu vào ai đây? Hãy yên tâm, Khánh Vihome sẽ thông qua trung tâm bảo dưỡng sửa chữa của mình đồng hành cùng quý khách trong suốt vòng đời sản phẩm. Khi mua sản phẩm tại Khánh Vihome, quý khách sẽ được hưởng 3 ưu đãi như sau. Thứ nhất, khi mua sản phẩm trên 6 triệu đồng, quý khách sẽ sở hữu ngay thẻ VIP Care Plus với gói bảo dưỡng miễn phí lên tới 36 tháng. Mỗi lần bảo dưỡng sẽ bao gồm kiểm tra và tư vấn thay thế linh kiện khi sản phẩm xuống cấp hoặc hỏng hóc, vệ sinh thiết bị để gia tăng tuổi thọ, hướng dẫn sử dụng tính năng sản phẩm, bảo hành đồng thời với chính hãng và sửa chữa sản phẩm khi cần. Thứ hai, quý khách sẽ được giảm giá 30% đối với các dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng giúp nâng cao tuổi thọ các thiết bị khác. Và thứ ba, quý khách vẫn sẽ được giảm giá 30% trên phí dịch vụ sửa chữa bởi Khánh Vihome. Chào mừng bạn đến với trung tâm bảo dưỡng sửa chữa Khánh Vihome. Tại đây chúng tôi chuyên sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị nhà bếp. Liên hệ hotline miễn phí 1800 646 410 để được tư vấn về dịch vụ của chúng tôi. Khánh Vihome chuyên cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và bảo trì tận nhà với sự chu đáo, minh bạch và tiết kiệm. Liên hệ hotline miễn phí 1800 646 410 để được tư vấn về dịch vụ của chúng tôi.